nghĩa trang Văn Điển, những ngày cuối tháng 12. Thời điểm bước vào những ngày đông chí, nên người dân đến thăm nghĩa trang có phần đông hơn. Người thì đến thăm mộ, người thì có nhu cầu di chuyển hài cốt của người thân đã mất. Vậy nên công việc của những người cán bộ nghĩa trang cũng bởi vậy mà bận rộn hơn những ngày thường. 8 giờ sáng, đã thành một thói quen trước khi bắt đầu công việc của mình. Những nhân viên ở đây thường thắp một nén nhang trên ban thờ Phật hoặc trên các phần mộ. Mỗi người một việc, mỗi người một vị trí. Người thì phục vụ các gia đình đến thăm viếng các phần mộ. Người thì lau dọn các phần mộ ở ngoài trời hay các khu vực trong nhà. Người thì chăm sóc cắt cỏ tỉa cây, chăm hoa cho khuôn viên luôn được sạch đẹp. Khu nhà 3 tầng, nơi để phần tro cốt của những người đã khuất. Thời điểm này luôn có đông người đến làm thủ tục đưa người thân đã mất về nhà mới. Con này là bác ấy sẽ đi chuyển cốt đi đấy. Chuyển sang nhà chờ, nhà 24 giờ để ngày mai người ta đi sớm. Như là 3 giờ sáng. Mấy nhà bác làm hợp đồng di chuyển chứ ạ? Chị cũng bảo rồi đấy, cũng tư vấn người ta đến người ta hỏi mà. Người ta hỏi là chuyển như nào. Thì cũng tư vấn sang bên phòng để làm hợp đồng rồi. Đấy, cái hương này vào để đéo lơ thắp. Rồi này mà hôm đấy mà đẹp ngày thì đi thì tốt quá đúng không? Hôm nay đông chí nào nhỉ? Thế bảo nhà bác ấy phải xuống sớm. Không, thì... không sợ đông, đông chí thì đông. Thường thường các năm là đến tầm này là bao giờ cũng đông chí cũng đông. 8 giờ ở đây là bắt đầu làm việc rồi. Thì bắt đầu công việc của chúng tôi khi đến là mở tất cả các cửa trong của 3 tầng này. Và vào mỗi người sẽ đi lau dọn, chia phòng ra. Mỗi người lau dọn các phòng cho các vong linh. Tại vì ở đây ấy, khi mà thắp hương xuống ấy, gió một cái thì nó thổi thì nó cứ miên man. Nói chung là chỗ nào cũng phải lau lại. Đấy thì cứ hàng ngày cái việc công việc của chúng tôi là lau dọn các mộ phần. Và khi mà có các cốt người ta đến để nhập vào rồi xuất ra, đấy là cũng công việc hàng ngày. Để lau dọn, lau chùi hàng ngày thì cũng cần cũng phải miệt mài trong trong vòng tầm buổi sáng đấy. Đấy thì mới lau hết được. Nói chung là cũng là quen rồi. Vất vả thì có lúc có, lúc mà đông khách này và những cái ngày mà như là Thanh Minh hay Tết này, rằm tháng 7, những cái ngày đấy tập trung vào thì rất là khá đông khách đến. Nên là cái việc mà lau dọn này thì nó sẽ tăng cường lên. Thế cháu nhờ với ạ. Thầy ơi, dựng đứng luôn, dựng thẳng lên đúng không? Rồi, như này đúng không ạ? Vâng. Vâng. Có cái gì lên nữa không? Để cái này bên này đúng không? Vâng. Vâng. Cân đúng. Rồi, đấy, đẹp rồi. Rồi, đẹp rồi. Nhà mình đã làm giấy tờ di chuyển chưa ạ? À? Mang giấy tờ ra các bạn được đúng không ạ? Vâng, để vào sổ này. Xong rồi, lúc nào chuyển thì báo với bọn em nhé. Để bọn em có xe điện chở sang bên đấy cho bọn mình. Vâng. Xin phép được làm lại. Chúc mời thân các chị chúc học đồng. Bây giờ xe cô này. Quay. Có. Quay.
nghĩa trang ven biển thay đổi rất lớn, tức là nó cảnh quan và vệ sinh sạch sẽ mà khang trang. Tôi cảm thấy là có gửi những cái phần mộ của gia đình hoặc cho cốt gia đình đây là rất là yên tâm, mình nó khang trang và nó sạch sẽ mà đúng bất ngờ đấy. Mới đầu khi mà tôi mới vào thì tôi cũng cảm giác là hơi sợ. Nhưng mà về sau thì mình làm quen rồi thì mình cảm giác là sẽ phù hợp với mình. Thì công việc nó cũng đơn giản thôi, cũng là quét dọn chăm sóc. Thì khi mà có khách đến thì mình tiếp khách, mình cứ nhiệt tình và chu đáo là được ạ. Có tâm huyết là được ạ. Môi trường ở đây thì bây giờ là sạch sẽ. Tại vì bây giờ cơ quan thì cũng làm theo công viên nghĩa trang ạ. Thì ở đâu thì cũng có cây xanh các thứ ạ. Cũng môi trường trong lành, nước thì cũng toàn bộ là nước sạch hết ạ. Ở khu mộ Giả Sơn này có đến hàng nghìn phần mộ, mỗi nhân viên đảm nhiệm một khu. Một ngày mỗi người quét dọn chăm sóc cũng từ 3 đến 400 phần mộ. Khối lượng công việc nhiều cũng phải duy trì hàng ngày. Ở đây thì bình thường bọn em sẽ có, ví dụ một khu là sẽ chia ra 4 khu nhỏ A, B, C, D. Thì một người sẽ phải quản lý cả, trong một ngày là phải làm hết khoảng 300-400 phần mộ lau chùi quét dọn trong ngày đấy. Mùa hè thì sẽ là từ 7:30 đến 11:30, chiều thì sẽ là 1:30 đến 5 giờ, còn mùa đông thì sẽ là từ 8 giờ sáng cho đến 11:30 và 1:30 cho đến 5 giờ chiều. Thì ngoài cái khung giờ hành chính đấy thì mình có thể lo công việc gia đình. Thật ra thì chia sẻ thì mọi người cũng hay nói về làm nghĩa trang vẫn cũng có tâm linh là cũng hơi sợ, nhưng mà khi bọn em làm rồi thì nó cũng quen và nó cũng là chỉ là tâm huyết, cái chính là mình phải tâm huyết về nghề thôi. Vùi đất lên trên cái bầu rồi em yên tâm, cho cái đất bầu lên trên, em cho hai chỗ bên này đi rồi chú giải. Mày đi làm mấy anh là phải đoàn hoàng nhá, không làm tách. Đa số là cuối năm là bận nhiều việc hơn đầu năm, vì cuối năm thì về không cứ về chúng em là về cái tổ chuyên môn thì là đám thì cũng đông hơn, vì cuối năm thì rét, mùa này mùa rét các cụ là cũng ra đi nhiều. Thứ hai là về cuối năm thì cũng rất là nhiều việc. Riêng bộ phận đội em thì về tang lễ, rồi về buổi sáng là tang lễ hoặc là chiều có thể là tang lễ, nhưng cái rỗi thì anh em sẽ làm việc khác, không thể để thời gian trống. Còn về các cái phần bộ phận khác thì cũng rất là đông việc. Thì đa số người ta dồn về cuối năm, kể cả di chuyển mộ màng thì cái việc đó là của công việc của những bộ phận khác. Không nghe thấy đâu, làm gì?
Nghĩa Trang mới quy hoạch lại, nên là sẽ các cái khu vực mà vườn hoa rồi đất sống sẽ nhiều, nên ra là sẽ tiến tới là để xanh sạch đẹp. Thì cái lúc khởi đầu này thì nói chung là công việc khối lượng nó nhiều thì cũng vất vả, nhưng mà hàng ngày mà được chăm sóc cây cảnh rồi là cảnh quan môi trường nó thay đổi thì cán bộ công nhân viên cảm thấy là cũng rất là phấn khởi. Chăm sóc các phần mộ, một công việc không phải ai cũng muốn đảm nhiệm. Thế nhưng rất nhiều người đang làm hàng giờ, hàng ngày ở nơi đây. Mẹ ơi, 5 giờ rồi, đi về đi, mai làm tiếp. Cũng cố gắng là đem cái công sức nhỏ bé của mình thì để cho cơ quan này ngày càng phát triển, rồi để cho nhân dân người ta xuống thăm viếng, người ta cũng cảm thấy hài lòng. Đấy, là cũng muốn là gửi gắm người thân ở đây nhiều hơn.